enemy has been defeated. Hay quá đúng không? Đêm hôm cười này làm em mây sợ mọi người. Mê mê không phải gì không? Ơi mê sáng... không phải đi học à? Không, sáng ngày chị muốn đi khai giảng xong. Sáng ngày chị muốn đi khai giảng. Chị học có mỗi thứ 2 với thứ 7 thôi. Sáng vừa đi nhận lớp hay là sao? Chị chỉ sợ bị các bạn đấm thôi em ạ. Bởi vì chị chơi game, chị đấm các bạn nhiều quá. Đi học các bạn đấm cho. Thế hả kìa? Chơi game này nữa nghỉ đúng không? Đến giờ đi ngủ đúng không? mặc dù là mai không phải là sáng chiều thôi nhưng mà chơi thế không? Người chơi. Nhưng mà chưa thế thôi. Ok. Nay chị vẫn đang lãi sao nhá. Buổi tối chị đánh 60 sao, giờ chị đang 62. Lên rồi xuống mà. Your team has destroyed a tower. Cái mắt đây khó phá. Không thì tốt cả, thế là nãy là nhiều thằng thua tốt. Nó lại còn gà hơn. Tôi ấn linh tinh rồi. À, ấn linh tinh rồi, ấn ba nút rồi. Để ấn ra, để sao ấn thua được. Yeah. Em UA chơi nhiều á. Yeah, yeah. UA dạy chơi kì. Để chị cũng sẽ tập chơi quy. Con nó mạnh thế hả? Ok. Hay là quy cũng giống quy chi rồi. Sao mà giống được, xui thôi. Ôi AD làm gì đấy? Băng trụ hơn cả đỡ đòn. Kiêm. Tôi chết rồi đúng không? Ủa nhưng mà quê không phải băng xương đâu đấy. Tưởng mình không có băng xương. Tưởng không có nữa. Để mày hôm nay không có băng xương, nó sẽ có băng xương đây này. Tối nào hiểu không? Em bị làm sao by my magic. Ai, sao nó hồi nhiều máu nhỉ? Rồi chết rồi.